Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL. Trước mắt tất cả các bác đây là một dàn mic và rất nhiều mic. Em cũng là bán âm thanh nhưng cũng rất đam mê mic các bác nha. Một lần nữa để khẳng định điều đó, em cũng đã mang những bộ mic hàng đầu thế giới về để thưởng thức cũng như là chiêm ngưỡng và test âm và để cho quý khách hàng tới em Cao được trải nghiệm cùng em Cao những bộ mic cực kỳ cao cấp, phải nói là hàng đầu thế giới. Đây là một bộ Sen 6000, SKM 6000 mà em Cao đã về tương đối lâu, một tuần nay, nhưng quá bận rộn nên nhân tiện hôm nay một chiếc mic để gửi tới một bác Việt Kiều. Thì hôm nay em Cao sẽ quay sơ qua về bộ mic hàng nguyên hộp. Và nói luôn là em Cao có thể nhận đặt những bộ mic này với cái giá rất tốt. Nếu bác nào quan tâm thì alo em Cao để có thể đặt hàng em Cao với bộ mic 6000. Trước mắt tất cả các bác, đây là Lumen KK205, hết cỡ, hết số, hết ga. Và bộ mic này 6000, nó chỉ còn dưới bộ mic 9000 một chút nữa. Và bộ này em Cao lấy về để thưởng thức cũng như là gọi là nghiện lặng đấy các bạn. Em cũng nghiện không kém gì các bác. Deceiver của 6000, các bác nhìn nó cũng cực kỳ khủng khiếp. Một vài ngày tới đây thì em sẽ có clip riêng để dành cho khủng long bạo chúa. Đó là những bộ mic mà phải nói là hàng đầu thế giới. Và chúng ta hát một lần khó có thể phai, khó có thể nhòa các bác nhá. Thì em sẽ test âm sau. Hôm nay em quay qua một chút những bộ mic 6000 ngoài 200 triệu thì quá là dã man. Các bác thấy một bộ mic ngoài 200 triệu thì các bác thấy nó dã man như thế nào, mà phải nói là tuyệt vời luôn khi mà chúng ta hãy nhìn cái mặt hàng cực kỳ xịn sò, chiêm ngắm và mê mẩn cũng đã từ rất lâu. Thì hôm nay em đã có cơ hội mang em nó về để thưởng thức cũng như là trải nghiệm cùng tất cả các anh em khi qua Cao JBL. Đây là những dòng mà thông thường em Cao vẫn cung cấp cho tất cả các bác. Thì xin mời tất cả các bác cùng đi qua một lượt về mic Sen của em Cao đầy đủ này. G4, EVK100, 100, 500 và 300. Đây là những dòng mà cực kỳ phê pha. Và nếu như bác nào đã được trải nghiệm và cái dạng nghiện rồi thì hát một lần loanh quanh là muốn mua luôn rồi. Đây là một con mic mà em sẽ gửi cho một bác tại Việt Kiều. Đó là mic Sennheiser 5200 đầu đơn 3031 các bác nhá. Lumen KK104S. 104 được đánh giá rất cao các bác nhá. Có thể còn anh em còn thích hơn cả 105, nó là chuyện bình thường. Đó là những cái gì em Cao cũng đã được trải nghiệm và chia sẻ lại cho tất cả các bác. Xuất sắc luôn. Tiếp đó là bộ phun đôi, sorry các bác cứ quên loa, bộ mic đôi cũng là 5200, deceiver 3532. Đầu thì các bác có thể có những cái yêu cầu, em Cao sẽ đáp ứng để cho các bác. Đây là 5200, em quay cũng khá là chi tiết một chút về cái dàn mic của em Cao. Còn đây là bộ 2000, cũng có giá cực tốt luôn. Bộ 2000 nhá. Bộ 2000 này, SKM 2000, deceiver 2000 luôn, khá là đẹp. Và bác nào thích màu mỡ và trông nghệ thuật một chút thì những con này rất hợp với tất cả các bác. Tiếp đó lại là 5200, cũng màu mè một chút nhưng mà phải nói pha rất kỹ thuật luôn. Đó, rất ok luôn, đầu 505 hoặc đầu Lumen 104 hoặc 105S thì em Cao cũng sẵn hàng để phục vụ tất cả quý vị, tất cả những quý khách hàng của em Cao. Có thể alo em Cao. Deceiver 3732 thì các bác cũng vẫn cứ alo em Cao. Đây là 3532. Đôi khi các bác hiểu sâu rồi không sao, thế nhưng các bác chưa hiểu lắm thì các bác cứ alo lại cho em Cao. Vì các bác nghe thế này em Cao nói thì nhiều bác biết và nhiều bác không biết. Nhiều bác biết thì các bác hiểu ngay. Ở đây là một cái màu xanh cực kỳ quyến rũ và phải nói là trông cực kỳ phê. KK 104S
đầu Deceiver 3532, tình trạng đẹp xuất sắc, bao zin cho các bác nhá. Đó. À, các dòng này em Cao có thể nhập về và lúc nào cũng có vài ba bộ trong nhà để chờ đón quý khách hàng, cũng như là phải nói rằng khi mình hát, mình bán hàng, mình cảm nhận nó hay, mình không bao giờ sợ cái máu liều mình lại nổi lên tiếp. Còn đây là một phân khúc bình dân. Bình dân không có nghĩa là quá tồi, mà đây là mic Đức EVK100 đầu 945, 965, tùy theo cái sự lựa chọn. Đối với một cấu hình gia đình thì chúng ta xài tới loại này là cũng quá thể rồi, nhưng đây là dành cho tất cả những bác nghiện lặng các bác nhá. Đây là một con đời mới nhất bây giờ, Digitan mà EVK100, và kiểu dáng khá giống, mướt mượt mượt, kiểu dáng khá giống những model 6-9000 thì các bác cũng đã nhìn. Và 100% em Cao, hàng em Cao cung cấp là hàng xịn 100%. Đây là 500 các bác nhá. Đây là 500, toàn bộ là hàng xịn 100%, cho nên các bác đừng hỏi em là hàng sản xuất tại đâu, hàng chính hãng sản xuất, nhiều khi Jumali, Mỹ, Đức, đó là những cái nước quen thuộc mà em cũng đã hay gặp. Chả sao, không vấn đề gì cả, chúng ta ở đâu như ở, nhưng mà vấn đề là hàng chính hãng, hàng xịn các bác nhá. Nhiều khi các bác dị ứng hàng Trung Quốc thì em tất nhiên là không bao giờ em bán hàng mic đến sen này mà sản xuất tại Trung Quốc. Cho nên là những cái bộ chỉ hơn chục triệu thì em mang về, các bác có thể thay mic tàu. Còn những dòng cao cấp đắt tiền này thì gần như là em sẽ không nhập như vậy các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ngay sau clip em test hàng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành tin tưởng với Cao JBL. Có thể chúng ta hát đầu này chưa ưng, chúng ta đổi sang đầu khác nâng cấp thôi. Còn bộ 5200 em cũng thấy là hết nước chấm rồi, không phải suy nghĩ. Những bác nào đam mê, thật sự đam mê thì sẽ qua em Cao để thưởng thức những bộ 6000. Thật ra không, ngay như chính em buôn cũng không phải lúc nào em cũng được thưởng thức. Ví dụ em cũng ước ao nhưng mà đôi khi cũng không có cơ hội để thưởng thức những bộ 6000 này. Giá em Cao để cho các bác hiểu rõ là ngoài 200 triệu các bác nhá. Đấy, giá em Cao có thể cung cấp cho tất cả các bác với cái đầu như thế này và tất cả bộ mic như này là em sẽ cung cấp cho tất cả các bác là 240 triệu. Nếu như bác nào đặt mới cứng, chưa ai động được vào thì em cũng nhận đặt hàng với các bác. Bộ này em có thể bán cho tất cả các bác với giá 240 triệu các bác nhá. Đó là những cái gì em Cao chia sẻ với tất cả các bác. Đầu hết ca hết số, đầu lưu mình mới cứng các bác nhá. Đó. Bác nào quan tâm thì hãy alo em Cao. Vâng, em xin test một ca khúc mic để gửi cho một bác Việt Kiều. Một lần nữa xin cảm ơn anh rất là nhiều. Âu yếm lúc nào
chẳng nữa. Bên góc thông xưa mình lỡ đi, em nhớ nhung chi giọt thương đàn xưa đã lỗi khô. Tớ chơi không được tình âu yếm, em nhớ nhung chi giọt hương. Các bác đang đến với một ca khúc của em Cao, đó là một chiếc mic SKM 5002 receiver 3031 xin gửi tới một bác Việt Kiều. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, và sau clip thì em sẽ gửi tới người nhà anh, em gửi xe khách để người nhà chuyển đến tận tay anh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều, và đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Và các bác đừng quên, một vài hôm nữa em sẽ thưởng thức và thưởng thức siêu phẩm SKM 6000 và xem nó hay đến mức độ nào mà sao nó mắc vậy các bác nhỉ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác đừng quên hãy đăng ký kênh Cao Gmail Hoàng Mai. Một vài ít ngày nữa em sẽ tiếp tục mang siêu phẩm về để gửi tặng tất cả các bác những tấm hình và trực tiếp tại đây. Đó là bàn mixer Digico SD9 các bác nhá. Đó.